Con Thu Hương, thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau. Hiểu về mình, con xin gửi tới hai MC, cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, cùng như ekip sản xuất và các quý vị khán giả một lời chúc xuân năm mới Quý Mão thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trời ơi, sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Con cảm ơn. Rồi, mời cơ. Con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Bây giờ quay ngược thời gian lại, lần đầu tiên mà gặp nhau, để ý nhau và ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, thì đó là phải gọi chính xác là quen nhau trên Facebook. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy add rất là nhiều, nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng. Chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh, thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Choáng không? Thì thực sự là hơn là trên Facebook. Tức là rất là tươi và lạnh lùng. Mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn. Tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên. Đúng rồi. Lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Sau đó thì sao? Con cua bạn này bằng cách nào? Con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thấy bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Cái con trời chán ngán luôn á. Ngày hôm sau á, khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy. Thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con đấy ạ. Cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. Quá là lâu lắc. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đó. Đúng không? Ờ, nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ, cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Nên mình cũng phải tranh thủ. Trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Bên đấy chưa đồng ý. Nhưng mà mình xác định luôn. Mình xác định luôn là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa.
Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con. Thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế con liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm về tìm đến. Khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài quá khóc luôn ạ. Con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ... Hôm đấy thì con không về nhà. Thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà ấy, thì con nói với mẹ như thế. Thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần mình lúc đấy. Con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, gia đình anh ấy đã không thích mình rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Con có một chị gái nữa. Chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sau thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Vâng, thuyết phục được ba mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Về phía gia đình con thì sao? Gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ, vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi, gặp ở ngoài Hà Nội ạ, khi mà anh ấy đưa con ra sân bay, sau đó anh ấy về thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Có, và cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện không? Chị chồng con là người đứng ở giữa, đả thông tư tưởng cho hai bên. Con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào. Cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái. Lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Cái thời điểm đó đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé mấy trai tuổi? Ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt. Cậu ấy rất là tự lập, có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản ấy. Mình hơi chạnh lòng một chút. Bao lâu thì là hai chú cháu cải thiện được thân đó thú? Con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó. Có một hôm ấy, buổi trưa con nằm ngủ ấy, con bị nắng quá, con ngủ mà không biết. Khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm thấy nó xíu à. Mới 4 tuổi ha. Một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa và để không cho cái rèm nó bay. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Anh với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Cảm giác thích lắm ạ, cũng khó tả. Cậu nhóc 4 tuổi, lúc đấy là bé chưa phân biệt được ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn, trong này lại gọi là ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường. Tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Bây giờ là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ nữa. Em gái nữa. Hai em gái. Wow. Wow. Vậy luôn á hả? Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu?
hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid, hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Ông bà là chăm luôn cả ba cháu, coi con dâu như là con gái luôn ạ. Ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Có một lần như này, cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi. Nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Nói chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm. Nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Mới đầu là ảnh rất là hiền, thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? À, vẫn hiền ạ, luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Chậm chạp, làm cái việc gì cũng chậm chạp. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nghe. Con làm gì mà chậm quá vậy? Từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình, đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Tiếp nữa. Không biết nấu ăn ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm anh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm, nồi cơm điện cũng không biết làm. Dạ đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Đúng ạ, đúng ạ. Đúng không? Nếu vậy thì con chiến luôn đi con. Vợ con là nhớ rất dài những chuyện cũ như thế. Có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho tâm lý của chồng bất ổn. Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Đây không có chuyện để kể á. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa chứ, tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Việc có việc tận gốc. Chứ sao? Đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy, không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Rồi. Hồi đấy là con rất thích mô tô. Mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu lắm. Tôi không muốn ngồi lên đúng. Cái yên của người yêu cũ. Chính xác. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Cái gì? Là tính cách vợ con hơi cảm xúc, nhiều khi thay đổi như thời tiết. Đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Cái đấy là tật xấu. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con dính. Con bị dính té tát. Những lúc mà tức cơn của vợ con á thì nó như thế nào? Khủng khiếp lắm. Cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị áp vía luôn. Nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang bực đấy, đang không vui đấy, giữ khoảng cách nhá. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không? Khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển. Hoạt động cực mạnh đúng không? Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Tiết chế lại cảm xúc một chút. Với con thì không quan trọng đâu, với các con ấy. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Con tập gym, con có chế độ riêng. Trước thì vợ con phải nấu cho con. Bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Thôi thì được rồi. Thực ra đầu năm mới này á thì cô cũng không có cần phải là khuyên tụi con nhiều. Bởi vì cô hiểu được là vợ con không biết cái cơn giận cỡ nào. Nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Chúc mừng con á. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi.
xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài, bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái ạ. Con không muốn nói gì với bố không? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Bố con là người tình cảm. Khi mà con cưới vợ ấy, hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn nha. Em cất bọc lá cho chị luôn. Cất liền. Mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Con ở quận mấy Trí? Dạ, con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi, mời con. Dạ, con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. Dạ, con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là Content Creator. À, Content Creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là xem nào, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú. Cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con, thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về khoảng đi một thời gian khoảng 2 năm sau, là lúc đó con có mở một cái quán nhà hàng. Thì lúc đó là bạn con mới bút ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. Đó hả? À. Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con... nhận ra. Con không có nhận ra. Mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ, nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô. Cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó. Cái ông mà có cái xe đẹp đẹp đó hả? Là con mới nhớ. Rồi, bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ, đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm. Mà lúc dịch đúng không? Dịch dạ. Gì, ông dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này, con có thấy cổ xinh không? Dạ, cũng không á chú. Cũng không á chú. Là cái lúc mà con gặp lại rồi. Hiểu lấy con kìa. Dạ, tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều. Hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi. Thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau?
là gần gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Dạo đó phải không? Cái bạn mới rep icon đúng không con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Thả icon gì vậy? Trái tim. Không, tự nhiên người ta đăng buồn mà tự nhiên cái ha ha ông nội ơi. Cái con kêu ha ha cái gì? Cái ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn đó. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ. Ổng làm gì nên lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà dạ, với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô, kiểu như sao là... Cái thứ nhất là bạn, con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai đó là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm ở tay thôi, nhưng mà kiểu nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, rồi. Nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều vào Facebook cho ăn. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua đồ luôn à. Thì con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Ông rủ con đi nhậu, cái đi ra nhậu cái xỉn chở con về tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng, con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ông nằm ngủ luôn, nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này cũng xỉn thiệt á ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Ủa, con cũng chịu trận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Rồi sáng hôm đó làm sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu như tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ con mấy tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được một năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình một năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay? Có một lần, cái đợt đó là con đang bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Thì con cũng gán đợi tới ngày thứ 6 rồi, là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Nôn nao. Vô tình con lướt Facebook, cái con thấy một tấm hình, tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Ủa quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý, thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Và bạn canh con bị cách ly, cái bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Kiểu lúc đó con bị sốc, kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chia có vô. Chia tay gì? Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Ngày. Dạ tại vì lúc nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm, tự nhiên nói cho rõ ràng cho dạ, tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi, với lại một phần nó cũng không có phải là quá, với lại cô biết cái mũi chỉ á
nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không tâm con kêu qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua mà... thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lấy cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Bây giờ thôi chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm một điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ, chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lỡ ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo thì dạ, sao con làm. Thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lãng mạn dạ, không? Dạ, cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện. Cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới điện thoại hả? Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok, okay ra cưới luôn. Qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con đủ ủa gì em sao vậy? Vợ vô tư đi. Con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Còn còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mà mày lắm đó. Tướng này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Lỗ mũi của nó kìa. Con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần không, kia đi chị ơi. Ừ, đám cưới xong vui không? Dạ dạ vui. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không hay là cũng lòi đã... hết rồi lòi hết lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không, nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Sân si hả? Dạ, tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè, cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu ê em kiểu thương nhau quá trời em ha, ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà đặt kiểu... lấy hình đúng không? Dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà cái vẻ đó, cái mặt rất là sân si dạ. Đúng không? À, tiếp tục. Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặt là rồi con chỉ là mới làm, còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi đó, cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên. Con á bây giờ vẫn là một hot tiktoker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Ông có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy cơ mình. Tại vì thường cái nào con thấy cơ mình là yêu con trả lời thay vợ con hết rồi. Vậy là không có ghen đó. Không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Không có ghen. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm ôm rồi, bắt đầu hung 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 con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ cho dạ, đúng rồi. Là qua đã có chủ rồi nha mấy người. Đó. Rồi giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ. Con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con. Con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi thôi. Là con muốn cái gì là rất là chiều. Thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi. Đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ nhiều lắm chú. Có nhiều cái bệnh mà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chị đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong cái bà đi đâu một vòng, con quay lại ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây, cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn, mà kêu, không có em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ đó. Là kiểu vậy luôn không? Hay quên mà luôn tỏ ra như mình nói đúng dạ. Này hơi bị khó đó con, nó gọi là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà đúng không? Kiểu như là để cái đó nữa mình quay, tại không quay lại con nói nghĩ không là được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên. Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè? Chứ có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi, cái con mới đi ăn sáng.
ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con, là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, thì bà này mua sai với bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa, con kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn đó. Cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ, đúng rồi, không nhớ. Vậy làm sao không nhớ là đúng rồi. Con được. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Dạ. À. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ, với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ, cho nên là con mới đỡ áp lực. Chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm dạ. Rồi có thể là cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, ống lộn nút á. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi cái gì? Tôi con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi, bị tổn thương đúng không? Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang sống trong một gia đình ba thế hệ, phải khéo lắm á, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Tạm thời á, những cái gì mà hai vợ chồng mà đó như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi, và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không, thường á tâm lý của những ông bố bà mẹ, nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc á là ông bố mẹ vui lắm, vui và hạnh phúc lắm luôn, rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn, đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, thành ra là phải khéo cái chuyện đó, nghe không? Dạ. Yeah. Rồi, xin cảm ơn. Trời em ơi, sao cái nét phù thê vậy trời? Nhìn vô cái nhìn trang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Dạ. Sao phù thê dữ vậy trời? Tôi là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Ba mươi cô, con 93. Công việc hiện tại sao em? Em có kinh doanh tự do anh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. À, có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp ở đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là thì ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Tâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung nào đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ, bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát, thì anh này á ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa. Không đúng ưa. Không? Dạ. Lùm. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên nữa cô. Vừa vô duyên, vừa xấu, vừa lùm. Chỉ được cái không hát hay. Ưa. Không, không con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi cô. Công nhận được mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường, tại vì ngay lúc đó con chưa ghi gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con nghe thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm.
học đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Dạ. Không ghét, không thương, không gì cả đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À, mình có gác kẹt giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất gác mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gượng gợn á. Dạ, đúng. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mà cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích ăn đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy ok. Muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, ảnh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Anh bảo là ảnh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ. Nhiều ạ. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần luôn. Cho cô bạn kia mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn. Một phần á, thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, nhưng mà lúc đó con cũng kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á. Đâm ra mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó. Không biết sao mày cua Quân Hà hả Túc? Tao cũng biết nữa. Hao thiệt chứ. Hao cái con. iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Đúng không? Mới đầu á, coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra, để rồi ở đâu xa xôi dịu dời á, cái chừng quay lại thì phải có bài học chứ. Đúng rồi. Phải trả giá chứ đúng không? Đúng rồi. Bài hát không cho người ta hát làm chi. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học quá cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân là biết cỡ nào luôn. Dữ gì ta. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con thế là thức răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá. Xong rồi cái người mà con cảm nắng, ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thật sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa. Thì tụi con cứ ở với nhau, tụi con cứ quen sống nhau á. Cảm xúc dạ cứ trời. Vậy. Xong rồi tới một ngày
Dạ tới một ngày. Đám cưới nó ly kỳ lắm đó cô Vân. Sao? Thầy bói coi con cưới. Người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi cứ quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân. Cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu cô, coi ba người, ai cũng khoáng không. Con ấy chốt, nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, ông khoáng không. Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông phán một câu xong rồi còn... Em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô ba người bạn, ba người cả đi ba coi đều là ba người bạn cài vô hết cỡ cái chuyện mà chạy bộ dắt xe chỗ đó còn dám làm không. Nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên, nghĩa là mưu mô cỡ nào mà tới một lúc sự duyên á, nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi, cưới lẹ đi. Không là không làm ăn được đâu. Sợ cả đời. Dạ. Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rót rẻ vậy trong vòng đúng một năm xây nhà. Dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng một năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm sau đám cưới á, thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Nhà không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được nhau, đúng không? Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á, thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ á, để thấy vợ cũng vất vả. Thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết. Cực kỳ sợ luôn, ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á. Tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô, mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn, con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ, trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ. Bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền mà anh ráng rồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng rồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên. Mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ, chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng hơn một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong, đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này ảnh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà.
Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn một tháng nữa sanh rồi mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả trăm lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy. Tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh, ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải dằn xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao không? Ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Tức là đập điện thoại, không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, rồi đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá, lâu người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì cùng khi đã quá quen đó con đã. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu con nói con nghe coi. Bà nói nhiều kinh khủng, nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là gia đình anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tin ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này với em nha. Ok để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ hai đứa với tim 4 mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tôi uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp vậy. Cũng sau khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm bà buồn buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh. Anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em. Y rằng ủa về sạc. Ôi chết em quên rồi. Ủa em để đâu ta? Ủa đâu rồi ta? Rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái thật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ đó là ngoài ý muốn đó con. Là cái tật con không? Kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều, cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level, tuy giờ là đỡ rồi, phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó, nó nghĩa là vô tình con, vợ con đi làm á, người ta kêu bà là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là già, bà làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bà là gọi là dịch vụ khách hàng năng cao cấp, thì lúc nào bà cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bà, nó thiện là lúc nào bà cũng tỏ ra năng lượng. Tên lộ cái thằng bảo vệ, ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân nghĩ á, khi bãi đi bà con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai lọ tương ớt nó y như nhau, nó chỉ khác mỗi cái này của này, một cái này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này, lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Vậy thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó,
ủa vậy lúc em muốn cái nào, em muốn em không biết em mới hỏi anh. Vậy thôi, xong rồi xong nghĩa là bạn sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn, mình con nó đầu là mỗi khi bạn hỏi một cái gì là đạo kiểm đầu mình nảy số rồi rồi xong rồi đó. Đó cuộc chiến bắt đầu đó. A B C D nhớ y duyên như chơi đồng vàng á, nhưng cái kết nó kiểu như nó hơi hụt hẫng con, kiểu như mình kiểu như làm mình nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường, bà chọn cái một cái hoàn toàn không có liên quan gì hết, nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C. Dạ. Đúng không, bị à. thất thường tại vì anh này là bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Ừ. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á, thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á, thì con sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, thì không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi con cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè, tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha, cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Cảm em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy, nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩa là đã chuẩn bị ok trong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái là con thấy trường lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền, con thanh thoát liền, con không đúng muốn gì nữa, con đứng dậy luôn, con đứng dậy, con đang đi làm luôn. Rồi cái đó là con này con mong muốn thay đổi vậy không? Cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thực ra là sau cái biến cố cô Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này, nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó, thì đêm thì con cũng bảo là ừ thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên để nguyên si, mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi, cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi, anh nhịn em đi xíu. Nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi, mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ổng dỗi, cái giờ con phải đi dỗ thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Kêu ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương, vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi mong muốn đó là chồng con phải chịu khó, phải quan tâm, quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái trưởng lỗi thành về hơn một chút, đúng không, tha thứ hơn,
sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn, giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi, đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm anh nói thiệt, bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa, chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi, sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó cô nói nghiêm túc luôn đó. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu mà nổi đầu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói hơn, ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, đúng không? Lỡ gây áp lực cho nhau, đúng rồi, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, đúng, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay, là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị rồi cái mở nhạc nhà vậy mở lên đó, trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ con gái là ngừa phi được. Hiểu không? Dạ rồi, thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha.